Kính thưa các bác giả chị em, nhân dịp hôm nay là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thì để đi vào cuộc hội trước hết xin mời các bác và quý vị đại biểu thưởng thức chương trình văn nghệ. Để mở đầu chương trình văn nghệ, tôi xin trình bày bài ca nhạc cổ với nhan đề Miệng Mùa Vô Chính, là do Ngọc Thinh trình bày và anh Lâm đàn Vina, và xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.